Nhắc đến The Rock, chúng ta nhớ đến một nhà vô địch WWE, một ngôi sao Hollywood. Nhưng có một cái tên không thua kém The Rock, đó chính là John Cena. Trong lúc hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về John Cena là ai và cũng như cũng thông tin cụ thể của anh nhé. John Cena là một đô vật, diễn viên, rapper và người dẫn chương trình người Mỹ. Ở tuổi 42, John Cena đã không còn là đô vật toàn thời gian mà chỉ diễn bán thời gian tại WWE. Ngoài đô vật, John Cena còn được biết đến bởi những vai diễn cho các bộ phim Hollywood như The Mary, One Two Round, Bumblebee và Fast and Furious 9, được đóng vào năm 2021. John Cena bắt đầu sự nghiệp đô vật vào tháng 11 năm 1999. Xuyên suốt sự nghiệp, John Cena 5 lần vô địch được biểu diễn ở Mỹ, 4 lần vô địch World Tag Team và 16 lần vô địch thế giới. Trong tổng 16 lần vô địch thế giới thì 13 lần là tại WWE. Hiện tại, Cena cũng là đại sứ thương hiệu tại WWE tại Trung Quốc. Ngoài đô vật biểu diễn và tham gia hoạt động bộ phim điện ảnh, đô vật người Mỹ còn được biết đến với các hoạt động từ thiện tại quỹ Make-A-Wish. Anh đã thực hiện được hơn 600 điều ước, con số lớn nhất của quỹ. Thông tin cơ bản của John Cena. 4 sự thật thú vị về người tàng hình John Cena, huyền thoại đô vật WWE thế giới. Chẳng mấy người biết John Cena có tuổi thơ và quá khứ khốn khó như thế nào đâu. Sẽ không phải quá cường điệu nếu như nói rằng nhà vô địch WWE John Cena là bộ mặt của nền đấu vật biểu diễn chuyên nghiệp. Cộng thêm sự nghiệp điện ảnh cũng như ngày càng phát triển, có thể thấy Cena đang đi đúng con đường thành công của Dwayne Johnson The Rock đã làm trong quá khứ. Nhưng chặng đường để trở thành nổi tiếng giống như John Cena lại hoàn toàn không hề dễ dàng và trải đầy hoa hồng. Có những bí mật của anh chàng đô vật nổi tiếng này mà bạn chẳng bao giờ biết được. Tuổi thơ của Cena từng bị bắt nạt thậm tệ. Khi hợp tác với Cross trong chiến dịch Come As You Are, khuyến khích những người sống đúng với bản thân của mình, không ngại ngần với những khác biệt của họ. John Cena đã chia sẻ rằng anh từng bị bắt nạt một cách thậm tệ ngay từ khi còn là một cậu bé, và đó là động lực khiến anh trở thành ngôi sao WWE. Cena chia sẻ, quãng đường từ nhà đến bến xe buýt của ông hồi đó dài vô tận, phải bị đẩy ngã, rồi bò lên ít nhất 5 lần một ngày thì Cena mới tới được trạm xe buýt đó. Tôi hỏi bố tôi có ổn không nếu tôi bắt đầu tập thể hình. Vào thời điểm đó tôi tới Santa Monica, John thất bại trong cuộc thi trở thành cảnh sát, cũng như không thể trở thành một tài xế xe. Anh hết tiền mà đói, và lúc ấy xuất hiện một cuộc thi ăn bánh pizza khổng lồ. Ai ăn hết chiếc bánh khổng lồ sẽ được miễn phí hoàn toàn. John không ngần ngại tiến tới, giải quyết chiếc bánh trong vòng 20 phút. Mà dày hơn, John còn quay trở lại vào ngày tiếp theo, và cuối cùng, chủ cửa hàng không thể chịu nổi được nữa. Anh ấy kéo John Cena lại và nói, chàng trai, tôi biết khả năng của bạn, chỉ cần dừng việc này để lái, sẽ có pizza miễn phí bất cứ khi nào bạn cần. Stephanie McMahon có công với sự nghiệp của John Cena. Theo nhà báo đấu vật chuyên nghiệp The Big Mazur, có giai đoạn có khá nhiều người tổ chức WWE cảm thấy nóng mặt với John Cena và quyết định để anh chàng này ra khỏi giải đấu. Nhưng vào phút cuối, con gái ông chủ Stephanie McMahon lên tiếng, quyết định không chỉ cứu với sự nghiệp của John Cena mà còn cả ngành công nghiệp WWE nữa. Hãy tưởng tượng điều này, tưởng tượng doanh nghiệp này trong 11 năm qua đã hoạt động như thế nào mà không có John Cena ở thời đỉnh cao. Giờ hình ảnh của anh ta đã biến mất, tất nhiên dự án Bustita nên làm nhân vật trung tâm không tồi, nhưng anh ta không thể linh hoạt và giỏi ứng biến như John Cena. Việc kinh doanh có thể không sụp đổ, nhưng nó chắc chắn sẽ tệ đi rất nhiều lần. Câu nói đủ để chứng minh sự tầm vóc của John Cena và người dự kiến kế tục anh, Dave Bautista. Vince McMahon từng không ấn tượng gì với John Cena buổi đầu gặp mặt. Khi John Cena mới gia nhập WWE, tương lai của anh chẳng có gì được đảm bảo. Trong thực tế, ngay cả ông chủ Vince McMahon cũng tỏ ra chẳng mấy ấn tượng với John Cena, dù anh được giới thiệu là một tài năng trẻ mới nổi. Sự nghiệp thăng hoa của John Cena trước khi thành người thay thế The Rock. Không chỉ là diễn viên đa tài, biến hóa qua nhiều dạng vai, John Cena còn là ca sĩ dòng hip hop và là đô vật chuyên nghiệp với kỷ lục 16 lần vô địch WWE. Vin Diesel tiết lộ John Cena sẽ là ngôi sao xuất hiện trong Fast and Furious 9, series quá nhanh quá nguy hiểm thay thế The Rock. John Cena sinh năm 1977 tại Massachusetts, Mỹ. Anh được nhiều khán giả nhớ đến với vai trò một huyền thoại đô vật, hạng nặng và là diễn viên điện ảnh của các bộ phim. Thời gian gần đây, cái tên John Cena được báo chí quốc tế nhắc tới khi Vin Diesel, nam diễn viên chính đồng nhà thời là nhà sản xuất, bộ phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm tiết lộ John Cena là ngôi sao mới xuất hiện trong bộ phim của phần 9. Những mâu thuẫn giữa Vin Diesel với The Rock khiến nhiều người càng khẳng định John Cena sẽ là cái tên thay thế The Rock vì những điểm giống nhau rõ ràng giữa hai người. Đối thủ của The Rock trên màn bạc. Sau hơn 10 năm đóng phim, John Cena tạo dựng danh tiếng riêng và sở hữu lượng fan đông đảo không kém The Rock, Dwayne Johnson. Đô vật sinh năm 1977, được mời tham gia hai bom tấn được chờ đợi trong thời gian tới là Fast and Furious 9 và The Squad. Trong Fast and Furious 9, The Rock sẽ vắng mặt, những biệt đội cơ bắp sẽ có John Cena thế chỗ. Tương tự The Rock, trong năm 2019, John Cena tham gia bộ phim hành động hài hước Đùa Với Lửa. Đây là bộ phim hài xoay quanh những tình huống giờ khóc giờ cười khi đội lính cứu hỏa éo le trở thành bảo mẫu cho ba đứa trẻ đáng yêu và siêu nghịch ngợm. Giải cứu ba anh chị em đang mắc kẹt trong một căn nhà đã không thể xác định vị trí của cha mẹ chúng. Cả đội bỗng trở thành những người giữ trẻ bất đắc dĩ. Éo le hơn, trong khi chú lính cứu hỏa chưa từng được đào tạo qua bất kỳ trường lớp chuyện huấn luyện nào hay bất kỳ kỹ năng làm bố nào.
đây sẽ là trận thử thách khó khăn nhất mà họ phải đương đầu. Sau đây là những video tập luyện cơ bắp của John Cena. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta go just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.